Đấy, lại là nay nay 2 giờ nha các bạn. Đã vô à, chế là vô khác à. Đồng này ở đây là đồng đuôi tôm Tân Hồng Đồng Tháp. Bắt đầu vô sớ rồi nha các bạn, chuẩn bị vụ ba hai tạ. Ô này đang chạy hai con một cầu, con hai cầu. Con này như sữa rồi nè, cầu trước sữa rồi nè. Cắt pha mặc sức mà chạy luôn, bư rồi có sữa rồi đó. Kìa, một giò chạy bên kia kìa. Quá nặng luôn. Được rồi đó. Đây một giò đây. Con này đi 18-4 nha các bạn, muốn đụng về luôn rồi nè. 18-4 28 á. Mười sáu chín thì nó chống còn cả khúc. Ở đây thì John Deere lốp đen nhiều đó các bạn, đa số lốp đen. Chỉ có vài con 5055, 5065, 5075 mấy con mua mới sau này thì mới lốp xanh thôi. Cái xứ này nhiều như là 530. Còn này khói vậy ha. À quên nữa, John Deere 5310 sử dụng động cơ John Deere 3029 ba máy bít tông 106 209 lít đó, công suất 53 ngựa. Hai cầu thì cứ 2,4 tấn cộng thêm thôi nha các bạn. Nó thực ra thì nếu mà nói đúng theo thông số gin của nó thì chỉ có 2,1 tấn thôi. 2,1 tấn ở đây là nó xài do thông số lớp là 14,9 à. Còn về Việt Nam mình thì đổi lại là 16,9 với 18,4. Cho nên nó nặng hơn cái vỏ. Chạy ra là 2,3 tấn, 2,4 tấn đó. Đất cát ở đây, ở xứ đất cát chạy sướng lắm. Cho nên là ta xài máy lớn không à. Mùa này mưa cho nên ít cày nè. Chứ mùa nắng cày dữ lắm, cày rồi mới sớm. Chà này 2,2 m à. Mấy cái dè này nó vuốt nhìn sướng lắm. Đó chưa. Đi vô bánh đi. Chạy quá nặng rồi. Bạn này 40-45 gì nè.
Xe cũng một lúc cán luôn mà. Nào đi đi nước này là thấy thằng hai cầu nó đi nuột hơn thằng một cầu. Bù lại thì thằng một cầu nó nhanh hơn. Một cầu với hai cầu, một cầu giống như là tập game nữa mua rồi á. Hai cầu nghìn lực. Cái vàng này sơn màu xanh ha, cũng 2m2 luôn đó, cỡ 2 chiếc điên vàng cỡ 1. Bữa nay không nắng khí thế anh hùng luôn. Một cầu ôm cua nó phê hơn. Cái vòng quay nó ngắn hơn do bánh trước nó nhỏ. Thôi đi sớ khô mà nếu mà đi một cầu thì sớ nhanh lắm. Hai cầu chạy túi bên kia. Sơn áo đi rồi. Hai đường cuối cùng, hai con vét hai đường luôn.
cái vàng này nhìn thấy ghê chợ. Vàng này ở cái lọc. Vậy là nghe đẻ đó hả? Nghe đẻ luôn hả? Mua về mình sửa lại 8 triệu đó. Mua về xa chạy thôi chứ. Ô, có đi rồi mở ra.